người chia sẻ đi. Hậu con, hậu con, hai đội. Đây là Trà My. Rất hay, một pha bóng rất dài. Tấn công. Một pha bóng rất dài. Tiếp vâng, anh Nguyễn Thọ Sơn lại tiếp tục tài trợ 1 triệu đồng cho vận động viên nào tấn công ăn điểm trực tiếp trong 70m ạ. Tổng là 2.800.000 đồng và 4 phong bì của công ty Minh Đại ạ. Anh Nguyễn Thọ Sơn tài trợ 1 triệu đồng cho vận động viên nào tấn công ăn điểm trực tiếp trong 70m. Vâng, trận chung kết của ta trọng tài chính điều khiển là Nguyễn Anh Tuấn, trọng tài 2 là Đỗ Bắc Trọng, trọng tài bàn là Đàm Phân Khải, bên tay phải của trọng tài là Tử Hà Nội, bên chân trái trọng tài là Tử Bắc Minh Kinh Bắc. Trận đấu chung kết bắt đầu. Hà Nội ra bóng 0-0. Rất hay cả nhà, trực tiếp cho cả nhà xem này. Thôi nhá, không bàn nữa. Hất con. Rất đáng tiếc, một pha chuyền lỗi, chủ công số 5 không chạm tới bóng. Điểm số đầu tiên ở trận chung kết thuộc về tuyển Hà Nội 1-0. Bất ngờ. Bóng đến bây giờ là nỗ lực cầu thủ quá tốc độ. Vâng, rất đáng tiếc, một pha gõ bóng lỏng của Phạm Thị Lâm, bóng rơi từ sau sân. Điểm 2-0. Ban tổ chức chúng tôi xin báo trận chung kết diễn ra trong vòng 3C. À 5C xin lỗi ạ. Xin lỗi 5C. Có tuổi 5C thì tận bao giờ tối. Thưa vương, chúng ta sẽ đánh 25 có tuổi. Trọng tài sẽ đánh bóng trong sân. Đổi điểm cho Bắc Ninh Kinh Bắc 1-2. Vâng, chúng tôi lại vừa nhận được một tấm lòng của siêu thị rau sạch. Vâng, siêu thị rau sạch Thanh Hoa tài trợ 500.000 đồng nếu như Bắc Ninh thắng câu số này. Vâng, siêu thị rau sạch Thanh Hoa 500.000 đồng cho Bắc Ninh nếu thắng câu số này. 3-1. Bắn ra ngoài sân. Điểm cho tuyển Hà Nội 4-1. Người chia sẻ đi. Hất con. Hất con. Hất con. Rất hay, một pha bóng rất dài. Tấn công. Một pha bóng rất dài. Tiếp đó một pha gõ bóng không thành công của chủ công Phạm Trà My. Điểm cho Hà Nội 5-1. Vâng, sau khi để các cầu thủ phản ứng dẫn 5-1 thì tuyển Bắc Ninh đã xin hội ý. Năm một. Vâng, một pha đặt bóng uy lực nhưng mà các cầu thủ Hà Nội đã bàn chắn thành công. Điểm số tiếp theo cho Hà Nội 6-1. Bắc Linh lại làm nào được như lúc nãy. Đứng bắt rồi rồi. Một pha vào nhỏ, các cầu thủ Hà Nội đã bắt được. Vâng, một pha đánh lỗi của tuyển Hà Nội vừa bóng không qua người ấy. Đổi điểm cho Bắc Ninh.
26. Trời ơi, cho khán giả thấy như đã đẩy. Vâng, để cho trận chung kết của chúng ta diễn ra hay hấp dẫn, để cho các cầu thủ có thời gian cứu bóng, để nhìn các cổ động viên ngồi xa sân thi đấu của chúng tôi 1 mét ạ. Bắt con hay lắm, nỗ lực rất tốt của cầu thủ Bắc Ninh. Tốt tuyệt vời, một pha đập bóng rất hay của chủ công Phương Linh bên tuyển Hà Nội. Tuyển cho Hà Nội. Toàn ngược ngạch lắm. Rồi, còn ngược ngạch. Bên này chân to nhỉ? Bảy hai. Đổ lại đi. Cho mọi người quay trở lại. Bất công. Rất hay. Một pha đá bóng kỹ lưỡng của Phạm Trà My lên 4-0. Trà My đâu ạ? Em Trà My đâu ạ? Ban tổ chức chúng tôi có một tập quà nhỏ để tặng em. Cố lên em nhé. Em ơi, vâng. Chúc mừng em, cố lên. Bắc Ninh cố lên. Hà Nội cố lên. 3-7. Bắc Ninh tập bóng tốt. Điểm số thuộc về Bắc Ninh. Số 3 ạ. Vâng, công ty chúng ta có bóng 3 tặng cho cầu thủ vận động viên số 18 ạ. 4-7. Trận chung kết của chúng ta đang diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn. Cách biệt đây chỉ là 3 điểm. Vẫn có 400.000 cho vận động viên nào phát bóng ăn điểm trực tiếp ạ. Của anh Trường và anh Đức. Vận động viên của tháng 3. Vâng. Bóng chặn mới rồi ạ. Điểm số tiếp theo cho Bắc Ninh. 5-7. Vâng, với bên phía tuyển Hà Nội ạ, điểm số tiếp theo cho Bắc Ninh 6-7. Một pha đá bóng rất nguy hiểm, một bóng ra ngoài sân, bóng 7-7. Rất tuyệt vời, bắt đúng đâu. Rất đáng tiếc vì sân bãi của địa phương quá hạn, nếu không thì cầu thủ Hà Nội đã cứu được pha rồi. Điểm cho Bắc Ninh 8-7. Hà Nội xin lỗi ý kiến vâng. Vâng, tôi chỉ là một tình nguyện viên nghiệp dư tư pháp, cho nên là có gì sai quý vị thông cảm nhá. Cho một tràng pháo tay ạ. Anh Lộc ơi, Bắc Ninh mà không được giải nhất thì có. Vâng, phải oánh ngược dòng lên. Bắc Ninh giao bóng 8-7. Bắc bóng không có thế rồi. À xin lỗi ạ. Trọng tài xác định điểm thuộc về Hà Nội. Điểm 8-7. Khán giả ơi, cho một tay vào giá đi ạ. Có tuyệt vời, một pha đập bóng của Phạm Thị Trà My bên phía Bắc Ninh Bắc Trà My ạ. Vào để anh em trong câu lạc bộ truyền thưởng nóng ạ. Một pha đập chân chắn. Cảm ơn cái mic vào. Vâng, hiện nay là 10 giờ 38 phút.
sân vận động trung tâm của Tân Biên của chúng tôi chỉ có sức chứa 2.000 người, nhưng mà theo tôi dự đoán đến bây giờ đến 10.000 khán giả đấy ạ, 10.000 khán giả đang cổ vũ cho sân ạ, quá tuyệt vời. Bất công, phòng thủ rất hay. Bất công. Bất tuyệt vời, một pha đập bạc trắng bất minh ra ngoài. Kiểm tra lên, 9 đều. Lại đều rồi ạ, đều liên tục. Thế này thì chúng ta mở tay lắm ạ. Khán giả có mở tay không ạ? Không mở thì vỗ tay lên đi ạ. Vâng, phạm bóng ra ngoài rồi. Điểm có Bắc Ninh cũng vậy. 10, 9. Vâng, chúng tôi thông báo là nếu như Bắc Ninh Kinh Bắc thắng sắp này, anh Thanh Hoa có thưởng nóng 500.000 đồng ạ cho Bắc Ninh Kinh Bắc ạ. Vâng, một pha chuyển pha rất hay. Thua quá, thua cái bắt tay phòng thủ quá, người đánh thì hay, người phòng thủ thì lại quá hay. Rất cao nhau, rất hay. Một pha bóng rất kéo dài. Đổi điểm cho anh ơi, 10 khán giả ơi. Đấy là năm ở dưới khu vực 10 mạnh lên đi mới được. Thì Lê Thị Hà đang thôi ngồi 200 đồng. Thời cho các cầu thủ thiếu trên sân đúng lúc đúng chỗ. Vâng.
cầu thủ Bắc Ninh. Một pha đánh biên bóng tuyệt vời, có thể nói là sở trường của chị. Đổi điểm cho tuyển Bắc Ninh 14-13. Vâng, một pha bước một lưới bên tuyển Hà Nội, điểm số cho Bắc Ninh 15-13. Một pha phát bóng rất khó chịu. Vâng, lưới bên tuyển Hà Nội rồi, đánh bóng không qua lưới. Điểm tiếp theo cho Bắc Ninh 16-13. Vâng, sau khi Bắc Ninh dẫn 3 điểm, tuyển Hà Nội đã dẫn hữu ý thuật. Đang nằm trong danh sách đội Bắc Ninh và Hà Nội ra. Rất bất ngờ, rất chi là bất ngờ. Cầu thủ một pha thành công trong sân với tuyển Hà Nội. Trong sân đổi điểm cho tuyển Hà Nội. Trong sân, trong ngoài danh hiệu Hoa Khôi có thể nó là một danh hiệu cao quý, rất đáng giá và xứng đáng. Vận động viên nào cũng sáng thì được, nhưng hiện nay là có 3 ứng viên ạ. Tin nhắn của chúng tôi đã nhận được có 3 ứng viên, thì gồm có Hà Nội 2 ứng viên, Bắc Ninh 1 ứng viên ạ. Có 3 cầu thủ đang được bầu bình chọn nhiều nhất bây giờ. Một tên Bắc Hoàng. Bắc Ninh đánh bóng tốt, đổi điểm cho tuyển Bắc Ninh 17-14. Hiện nay là tin nhắn gửi về số điện thoại 0977-687-086. Có 3 ứng viên đang nhận được nhiều tin nhắn nhất, đó là một tên Bắc Ninh và 2 tên Hà Nội ạ. Giải Hoa Khôi là 4 triệu đồng ạ. Không, 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 không. Phát triển ra nhanh không thành công. Rất hay, một pha triển khai đánh nhanh ở vị trí số 3 của Hà Nội. Quá tuyệt vời. Điểm số cho Hà Nội 16-17. Khán giả ơi, khán giả thấy em nào cháu nào xinh tươi, dịu dàng, duyên dáng, tài năng thì hãy nhắn tin cho số điện thoại kia. Các cầu thủ thi đấu trong sân đây ạ. Vẫn còn hai đội thi đấu rất nỗ lực. Quá đáng tiếc cho mình. Các cầu thủ Hà Nội trận bóng rất tốt, điểm cho Hà Nội 17-0. Bắc Ninh thành chủ huy không? Vâng, tôi là nhân. Bắc Ninh xin lỗi ạ. Tôi lại nhận được tấm lòng của anh Nguyễn Thọ Sơn. Nếu như đội tuyển nào lên điểm 20 trước, anh Sơn tài trợ 1 triệu đồng. Để nào lên điểm 20 trước, anh Nguyễn Thọ Sơn tài trợ 1 triệu đồng chơi đó. Bắc Ninh cố lên, Hà Nội cố lên. Cảm ơn các người đẹp. Hôm nay các người đẹp chơi cháy hết mình cho hội của quê hương chúng tôi luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hà Nội giao bóng 18-17. Đội nào chạm điểm 20 trước, anh Nguyễn Thọ Sơn sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng. Bất công. Rất đáng tiếc, một pha chặn bóng rất hay của Vi Thị Yến Nhi.
điểm 19 cho Hà Nội rồi ạ. Ôi giời ơi. Vâng, đội trưởng Hà Nội ạ. Đây anh Victor xem ạ, một phát năm một của người của bóng chuyền ạ. Thưởng nóng cho đội nào lên 20 chiếc ạ. Vâng, chúc mừng Hà Nội. Đăng Minh cố lên. Vâng, lại một phát năm một. Chú đấy, chú giới thiệu là chú ruột của Quang Hải, cầu thủ bóng đá đấy ạ. Thưởng nóng một bông hoa nho nhỏ ạ. 20, 17. Đi gọi bà chú ơi. Đi gọi bà sân chút chào mến. Phát bóng ra ngoài sân. Đổi điểm cho tuyển Bắc Ninh. Bắc Ninh vô địch. 18, 20. Thích Minh nữa, độc Hồ Bắc Linh nữa. Phòng thủ không thành công rồi. Đổi điểm cho tuyển Hà Nội. Bắc Linh của anh Hải Bốt 18. Băng keo đi đánh bóng băng keo đỡ đau tay. Thời tiết mát rồi. Nhẹ đấy nhở. Vâng, một pha quan sát tỏ rõ rất tốt của cầu thủ bên phía Bắc Ninh. Đổi điểm cho tuyển Bắc Ninh. 19 có 2 quả. 19, 21. Như giật được cái giải nhất thì còn trận đấu thì đang được chú ý cả hội Bắc Ninh. Phòng thủ online chia sẻ với phòng bên đây. Phòng thủ rất hay. Chết. Đổi điểm cho Bắc Ninh. Trà My ơi, vào để ban tổ chức cho ban tổ chức có bỏ hoa nhỏ tặng em. Vâng, chúc mừng em. Vâng, vẫn là anh Nguyễn Thọ Sơn 200.000 đồng, ban tổ chức 100.000 đồng ạ. Chúc mừng em, số 11 của Bắc Ninh. Hà Nội cố lên, Bắc Ninh cố lên nữa. Đề nghị các cầu thủ, vận động viên, cầu thủ rời xa sân đấu 1 mét để cho các thủ cứu bóng ạ. Lên pha trả lời đi hết. Số 8 là đâu ơi? Vào để anh em cho ban tổ chức thưởng nóng ạ. Số 8 chưa sáng ơi. Anh cảm ơn em. Vâng, rất nhiều hoa. Cho dù chỉ là một bông hoa nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đó là liều mơ binh kịp thời đúng lúc để cho các thủ hưng phấn hơn, đánh hơn. 22, 20. Cầu thủ số 8 đội Hà Nội đánh tiêm 4 rất hay. Điểm cho tuyển Hà Nội. 23, 20. Cứ bảo là kia ngồi cho nó mát. 23, 20. Đứng ở đây này. Bóng Linh cắt đi. Đấy chưa. Bắc Ninh cố lên. Vâng, trọng tài xác định Bắc Ninh đánh bóng không đấy được ạ. Điểm cho Hà Nội 24, 20. Hà Nội xin lỗi ý kỹ thuật. Có thể nói là giải hội làng cô Đông Yên Xuân Giáp Thìn hiện nay là đang rất vui, rất sôi động với trận chung kết diễn ra giữa hai kỳ vật chủ Bắc Ninh Kinh Bắc gặp tuyển Hà Nội. Cố gắng giữ hòa đi để đánh chắc khác. Hà Nội ra bóng 20. Vâng, có tới 4 cơ hội set boy cho cầu thủ Hà Nội trong set đấu đầu tiên của trận chung kết. Vâng, vẫn là Nguyễn Hà.
một pha mở rõ rất đây, một pha mở rõ rất đây, đúng là tầm quan sát game rất tuyệt vời.